Alo, chào anh em nghe anh em. Chào anh em đến kênh mình nha. Hôm nay mình có đặt cây ná trên mạng nè anh em. Đây, cô bé hai kính. Rồi này shipper đang giao hàng cho mình nha anh em. Lấy cho anh em coi, test cho anh em xem luôn. Máy điện. Ná em. Quanh nhiêu vậy? Này bữa anh chị đặt cho mình nha anh em. Là anh chị nữa đặt cho mình. Để vô mình review cho anh em xem cây ná như thế nào nha anh em. Để mình khui hộp cho anh em xem mới lấy luôn. Coi có giống không nha. Tay cầm tay quay cực khổ ha anh em. Quý ơi, để kêu em nó. Rồi được anh em ơi, tôi đặt hàng trên mạng rồi, nó giống nha anh em. Đây, cái ná như thế này nè. Rồi, tặng mấy bộ dây luôn anh em ơi. Đủ. Hai bộ dây nha anh em. Mét dây cột hay gì đó. Đủ, nhiều vãi. Đây, mình bỏ ở đây đi. Cá chắc chắn nghe nè. Thấy nó cũng nhèm vậy nè. Ủa, cũng nhèm vậy trời. Rồi ok anh em ơi. Rất là im nghe anh em. Em lấy đèn đen mình review cho anh em xem. Bị sét nghe anh em. Hôm nay chắc tại gửi hàng quá. Mấy em này thấy không? Đầu thì tới nái luôn anh em ơi. Cái này xử lý nghĩ là chưa có đẹp lắm. Anh em thấy nè. Nói chung là tạm được thôi anh em ơi. Rất là nặng nha anh em. Im. Rồi. Cây này rất là đẹp. 250 nha anh em. À, bao ship luôn mới ghê chứ. Này chắc mình chà nó hết. Quá đẹp anh em ơi. Cây này không im cây nào nữa thì im anh em. Mình cũng ít mua ná lắm. Chuyện nó hay cho mà giờ được cây này thấy im rồi. Mà hỏi mình tính đặt cây 7. Mình thấy nó nhỏ quá mà đặt cây 7 được. 7 rưỡi nè anh em. Anh em nhìn cái đầu đó nè. Né cho anh em xem. Nói gì anh em. Cũng rất là im nghe. Cái này hơi bén nghe anh em. Rất là bén, cái này về chắc mình lấy nhắn trà lại rồi. Rất là bén nha. Mày biết bắn chiều nào nữa. Như 2 chiều luôn anh em ơi. Rồi để mình cột dây thử nha. À, quá đỉnh anh em ơi. Nơi này thấy là mẹ chết. Chết nghe anh em.
Rồi tạm biệt em nha. Mình sẽ có clip đi test cái này cho anh em xem. Rất là đẹp nha anh em.